Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái cách khắc phục cái sự cố của vòi nước. Vì gãy thì bình thường thì cái vòi nước nó bị gãy thì bao giờ cũng để lại. Đây là cái vòi nước thì trong quá trình sử dụng rất là dính gặp sự cố thì mới gãy. Như các bạn nhìn thấy đây, nước chảy ra rất là nhiều. Cái vòi này thì để lại cái chân gen này nó nằm âm ở trong cái đầu cấp nước đây các bạn. Cái vòi nước này nó gãy, cái chân gen nó còn nằm lại ở đây. Thì có rất là nhiều cái cách mà các bạn chia sẻ và hướng dẫn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để tháo cái này ra rất là hiệu quả. Theo chia sẻ của nhiều người thì như thế này, có những người dùng tu vít dẹp này để đục cái này, mình cũng đã thử nhưng cũng không có hiệu quả. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để tháo được cái này. Thì mình cần đến một cái miếng sắt như này. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chế cái miếng sắt này thành cái dụng cụ như này. Vậy là mình đã khống chế nguồn cấp nước. Bây giờ mình sẽ làm cái miếng sắt này thành một dụng cụ để lấy cái chân gen nó bị gãy trong này ra các bạn nhá. Như vậy là mình đã gia công được một cái dụng cụ. Các bạn lưu ý là mình mài thành hai lưỡi dao sắc và ngược chiều nhau. Bên này, cái tay trái tôi đây thì lưỡi dao nghiêng về bên này, còn bên tay phải tôi thì lưỡi dao nó nghiêng về bên này như này. Bây giờ mình sẽ thử cái tính hiệu quả của cái này xem như nào các bạn nhé. Các bạn sẽ dùng cái lưỡi dao này đặt vào đây. Dùng búa đóng. Các bạn dùng nó mở lên. Cố định mở lên xong, các bạn từ từ vặn
Như vậy là mình đã lấy được ra cái chân của cái vòi nước bị gãy. Và mình có thể thắp vòi mới vào được. Đây là cái vòi mới các bạn. Cái vòi này nó còn mới nên nó còn lấy chân ren này. Trước khi lắp, chúng ta nên cuốn băng tang vào. Đây là cuốn băng tang. Đặt cuốn băng ren, cuốn vào theo chiều kim đồng hồ. Nó bị bột ra các bạn ạ. Chúng ta nên cuốn làm hai lần. Lần thứ nhất cuốn vào rồi tháo ra để cho băng tan nó được vào sâu hơn, tránh rò rỉ nước. Và ta cuốn lại lần thứ hai. Đó. Lần một thì bước rèn đã chìm vào rất sâu ở trong bước rèn của cái vòi các bạn nhé. Chúng ta cuốn hơi cẩn thận. Như thế này là vừa đủ các bạn. Gắn vào. Rồi dùng mỏ lết. Như vậy là mình đã xử lý, khắc phục thành công cái vòi nước bị gãy. Như vậy là mình đã xử lý xong cái vòi bị gãy. Nếu các bạn thấy kinh nghiệm của mình hay và thiết thực, các bạn hãy chia sẻ và ủng hộ kênh của mình nhé.